Cùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em của chúng ta ở trên bản tin tuần ở trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng. thì như thường lệ vào ngày thứ sáu hàng tuần sau khi mà chúng ta kết thúc một tuần giao dịch thì ông Lê sẽ có một bản tin video tổng hợp tuần. Chúng ta sẽ phân tích bộ ba tham số chung của thị trường gồm chỉ số VN Index, chỉ số VN30, chỉ số phái sinh sau đó thì chúng ta sẽ lần lượt đi phân tích các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu rất là cơ bản và đối với những cái danh mục nào mà đang có sóng ngành thì Hùng Lê sẽ tiếp tục nhấn mạnh ở trên bản tin tuần. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một kênh thứ hai đó là kênh Hùng Lê chứng khoán thì hàng ngày Hùng sẽ có bộ phân tích bộ ba tham số chung của thị trường. Thì như các anh chị em biết rồi, thị trường của chúng ta luôn luôn vận động, cổ phiếu luôn luôn vận động và nhóm ngành luôn luôn vận động, chính vậy nên là bản tin tuần thì chúng ta sẽ view ở một góc độ nào đó và trong tuần À, nếu như uh, chúng ta có những cái sự thay đổi của thị trường thì chúng ta cần phải có uh, các cái kịch bản điều chỉnh phân tích bộ ba tham số chung của thị trường và như các anh chị biết rồi uh, bộ ba tham số chung của thị trường nó như là một cái xương sống của uh, và nó giống như một cái đường ray ấy, để cho tất cả các cổ phiếu và tất cả các nhóm ngành đi theo uh, chính vậy nên là nếu như chúng ta phân tích được chúng đúng đủ bộ ba tham số chung của thị trường thì như vậy là xác suất để <laughs> giúp cho chúng ta chiến thắng ở trên thị trường nó cũng rất là cao rồi đó chỉ cần chúng ta đúng xu hướng thôi thì như vậy là khi mà thị trường uptrend khi mà chỉ số vn index vn 30 phá sinh đồng loạt tăng thì như vậy là tất cả các cái mã cổ phiếu thuyền lớn thuyền bé to nhỏ gì cũng tăng và một cái minh chứng rất là cụ thể thì các anh chị có thể xem lại tại chân sóng 1 tháng 11 và tại chân sóng 28 tháng 11 đó đó là hai cái thời điểm mùng lê có phân tích chân sóng hồi và tại những cái điểm đó thì gần như tất cả các mã cổ phiếu các trong ngành đều có cái sự tăng khá là tốt thì như thường lệ thôi bản tin tuần của chúng ta thì vẫn sẽ có uh, bản tin tuần của chúng ta thì vẫn sẽ có những cái nội dung chính uh, phần thứ nhất uh, thì chúng ta sẽ phân tích bộ ba tham nội dung thị trường chỉ số vn 30 mươi phái sinh và chỉ số vn index ở trong tuần vừa qua một vài dự báo xu hướng tuần tới phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các danh mục cổ phiếu cơ bản và cũng sẽ lọc ra một số các cái nhóm ngành rất là cơ bản của thị trường đúng không ạ nhóm cổ phiếu trụ thì tuần này chúng ta sẽ tâm điểm đó là mờ về đúc Mansan vinamilk và chúng ta sẽ phân tích thêm vic Vinhome bất động sản khu công nghiệp thì chúng ta sẽ phân tích những cái nhóm ngành ở những cổ phiếu như KBC, idc ITA À, nhóm thép hpg đó rồi um, nhóm vật liệu đầu tư công nhóm đầu tư công thì các cái mã cổ phiếu khá đặc trưng ví dụ kfb plc vcg à, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích um, ngành bất động sản dân cư đó, một số các cái mã cổ phiếu về ngành bất động sản dân tư uh, cũng rất là cơ bản ví dụ như sale uh, hdg hdc dig đất xanh novaland pdr nhóm ngành dầu khí và cuối cùng thì sẽ tiếp tục phân tích uh, nhóm ngành uh, chứng khoán và các anh chị em lưu ý chúng ta vẫn phải nhắc lại câu chuyện này đó là tất cả mọi phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân của ông lê chính vậy nhà đầu tư sẽ phải cân nhắc trước khi xem cân nhắc trước khi áp dụng cân nhắc trước khi mà chúng ta tham khảo những cái thông tin và theo quan điểm cá nhân của ông lê hiện tại thì chúng ta đang ở một cái kỷ nguyên mới rồi và cái, cái công nghệ thông tin về cái thông tin các cái doanh nghiệp và các cái bài phân tích thì nó rất là sâu và rộng ở trên thị trường thì chúng ta có thể tham khảo rất nhiều Uh, các cái uh, các cái các cái danh mục phân tích của anh chị em nhà đầu tư và những cái bài viết có liên quan để chúng ta có được một cái sự uh, uh, có một cái góc nhìn uh, tốt nhất và tối ưu nhất. Rồi uh, phần thứ nhất thì ông lê uh, cùng với anh chị em chúng ta sẽ nhìn lại bộ ba tham số chung của thị trường và hiện tại thì ông đang view cho các anh chị ở đây đó là chỉ số vn index in, in ở trên trạc kỹ thuật giờ thì đối với chỉ số VN Index ở trong tuần vừa qua ở đây là phiên giao dịch ngày mùng 4 thì ngay phiên giao dịch ngày thứ hai chỉ số VN Index của chúng ta có một gáp tăng và lần lượt thì đã đạt được về ở vùng target 1 ở vùng 1115 sau đó thì chỉ số VN Index của chúng ta đang tiến đến và hoàn thành cái vùng giá mục tiêu đầu tiên đó là vùng 1125 đến vùng 1130 và về cơ bản ở trong tuần này thì như vậy là chỉ số VN Index của chúng ta tiếp tục lỗi hẹn ở target tuần các anh chị lỗi hẹn ở target tuần Ờ, trong phiên ngày 7 thì chỉ số VN index của chúng ta có thời điểm đã công lên được đến gần suýt soát ở vùng 1130. Tuy nhiên sau đó thì chỉ số VN30 ngay lập tức có một cái điểm test và test cung lại kỹ thuật ở quanh vùng 1110. Và phiên ngày uh, kết phiên, đúng không? kết phiên ngày 7 thì có cái sự phục hồi nhẹ và phiên ngày 8 thì như vậy là gì? Chỉ số VN index của chúng ta cũng có cái gọi là cái biên sideways và đang cố gắng tích lũy lên ở trên vùng 1125 cây nến kết thúc phiên là một cây nến rất là may mắn khi mà chỉ số vn index của chúng ta có độ rút chân, các anh chị đây là có cái độ rút chân nó rút từ vùng 1120 và lên được ở khoảng suy soát ở vùng 1125. thì như vậy là gì? chúng ta thấy rằng là cái vùng cản tâm lý ở vùng 1125 đến vùng 130, đến thời điểm hiện tại thì chỉ số vn index của chúng ta chưa vượt thoát qua và theo quan điểm cá nhân của ông lê để mà vượt thoát qua được cái vùng này thì chúng ta cần cái sự tạo lập, sự tạo lập dòng tiền đó là dòng tiền cần phải tập trung một số các cái nhóm ngành rất là chủ đạo vì ví dụ như nhóm ngành banh, nhóm ngành chứng khoán hoặc là bất động sản dân cư. Đó những cái nhóm mà à, nó có những cái vai trò then chốt hoặc là nhóm cổ phiếu trụ cũng được. Đó là những cái nhóm mà nó có vai trò then chốt, vai trò quyết định tại những cái thời điểm quan trọng của thị trường và thời điểm quan trọng đó là vùng 1130. Thì trên góc độ kỹ thuật như thế này thì VN Index của chúng ta xu hướng tuần tới nó sẽ quay trở lại. Đây cũng có chính là cái điểm này, chính là điểm là 1117 các anh chị, chính là cái điểm mà có dự báo lại ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và và cái điểm sâu hơn thì chúng ta có thể sẽ tính toán ở quanh vùng uh, 11071110. Tức là ở đây thì chúng ta có cái kênh xu hướng, có chúng ta có cái kênh xu hướng của chỉ số VN Index đây. Đó và chúng ta cái cái điểm điểm hội tụ kỹ thuật ở trong tuần tới thì khả năng đây. Và tuần này thì về cơ bản là trong phiên giao dịch ngày 7 tháng 12 thì chỉ số VN Index của chúng ta cũng đã có thời điểm là gì? Quay về ở vùng 11 ở đây các anh chị ở đây là một 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 tám một một tám đến vùng một 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 ở đây và nó tích lũy thành công và phục hồi lại thì có thể là tuần tới thì nó có sẽ có hai cái điểm mà uh, chỉ số vn index của chúng ta có thể quay trở về các anh chị lưu ý đó là vùng một một bảy và điểm thứ hai đó là vùng một một tám một một đây sẽ là những cái điểm mà uh, chỉ số vn index có thể quay trở về kênh xu hướng để test cung kỹ thuật và uh, mục tiêu thì chúng ta vẫn uh, vẫn 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 để cái target một của thị trường đó là vùng một hai đến vùng một một ba và sau khi mà chỉ số VN Index chúng ta hoàn thành được cái vùng target này đúng không ạ? Cung cầu ổn định thì khi đó chúng ta mới có thể ngắm lên được cái vùng target 2 ở vùng năm đến khoảng vùng mươi. Bây giờ chúng ta cùng nhìn chỉ số VN30 ở trong tuần vừa qua thì đây các anh chị, đây là điểm mà gì? Ở thị trường của chúng ta bắt đầu vào tuần giao dịch mới từ phiên ngày 4 đến ngày 8. Thì ngay lập tức ở phiên phiên thứ hai chúng ta có một gap tăng và chỉ số VN30 cũng đã giao dịch hết sức là tích cực trong tuần thì chỉ số VN30 tiếp tục kiểm định lại vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1095 đến vùng 1100 và về cơ bản thì vùng hỗ trợ tuần này của chỉ số VN30 là 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 tích cực các anh chị. Và sau khi mà chỉ số VN30 tích lũy thành công ở vùng này thì chúng ta cũng có hai điểm, hai điểm mà chỉ số VN30 công cái vùng cản tâm lý đó chính là vùng 1115 thì trong phiên ngày mùng 7 đúng không ạ? Và chỉ số VN30 ngay khi vào phiên ngày 7 thì ở chỉ số VN30 ở của chúng ta tiến về cái vùng cảng kỹ thuật 1115 và sau đó thì nó có ba cây nến giờ lấp trở lại và trước khi mà phục hồi. Thì trong phiên giao dịch ngày 8 tức là phiên kết tuần ngày hôm nay thì về cơ bản là phiên ngày hôm qua thì cũng có dự báo là chỉ số VN30 sẽ quay trở về trả cung lại ở khoảng quanh vùng 1107. Ở trên thực tế thì VN30 chúng ta chỉ test lại ở khoảng quanh vùng 1110 và bắt đầu có những cái điểm phục hồi để giúp cho chỉ số này vượt lại ở vùng tâm lý 1115. cây nến giờ kết thúc phiên cũng là một cây nến giờ rút chân và nó đóng cửa cũng suy soát ở vùng 1115 tức là đóng sát ở vùng cản tâm lý thì như vậy trên các đội thuật tuần tới chỉ số VN30 khả năng thì xu hướng nó sẽ còn quay trở lại ở đây. Đó chính là vùng 1108 đến vùng 1110. Đó, cái điểm này thì khả năng là còn có có xu hướng test lại. Còn biên sâu hơn, <laughs> biên sâu hơn trong phân tích kỹ thuật của tuần tới thì chúng ta vẫn phải tính toán đến vùng 1100. Bởi vì trong tuần vừa qua thì chỉ số VN30 test lại ở vùng 1095 đến vùng 1100 nên trong tuần tới thì chúng ta vẫn phải tính toán thêm ở vùng này. Tất nhiên là gì? Tất nhiên là chúng ta phải tính toán ở vùng hỗ trợ kỹ thuật trên. Đó, sau đó thì chúng ta mới tính toán đến vùng hỗ trợ kỹ thuật tới dưới và căn cứ tín hiệu kỹ thuật ở trong tuần trong phiên. Đó, các phiên tín hiệu real time thì cũng sẽ có thêm cái sự phân tích và điều chỉnh. À, bây giờ chúng ta cùng nhìn sang chỉ số phái sinh VN30 F1M <laughs> ở trong tuần vừa qua. Thì bây giờ chúng ta phải zoom nhỏ lại để chúng ta nhìn được uh, từ phiên giao dịch ngày 4 ở đây thì uh, nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi. Uh, sau khi uh, sau khi mà chúng ta có một cái cắt tăng chỉ số VN30F1M2 phá sinh, nó bứt lại ở trên vùng ờ uh, vùng, vùng 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 cảng kỹ thuật ở vùng 1095 đến vùng 1100. Thì trong tuần vừa qua, ờ uh, trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là phiên ngày 6, các anh chị phiên ngày 6 chỉ số uh, phá sinh của chúng ta test lại ở vùng 1095 đến vùng 1100 đến phiên ngày 7 à, đến phiên ngày 7 đúng không ạ? Ngày 7 thì chỉ số này tiếp tục à, test tích lũy thành công ở vùng 1095 đến vùng 1100. Như vậy thì trong tuần vừa qua chỉ số phá sinh của chúng ta đã có một biên hỗ trợ cái tuần tuần ở vùng 1095 đến vùng 1100. À, tương đối là tích cực các anh chị và <laughs> Và sau khi mà kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua đó thì mình có dự báo là khả năng thì chỉ số VN30F1M có thể quay trở lại test cung kỹ thuật ở vùng 1.08 điểm sâu hơn sẽ là vùng 1.103 đến vùng 1.05 nhưng trên thực tế thì chỉ số phá chinh chỉ test ở trên biên cận kỹ thuật đó là vùng 1.100 ờ đến vùng 1.112 và sau đó thì có một cái lực lo nhẹ lực long này thì cũng không um, tức là cái tính tạo lập ở tại thời điểm ở vùng 1120 đến thời điểm hiện tại thì chỉ số vn 30 mươi s một m của chúng ta cũng chưa thể uh, vượt thoát thành công cái vùng cản này nên là cuối phiên thì chỉ số uh, phá sinh có một cái điểm rung lắc nhẹ và kịp phục hồi lại ở vùng 115 ở uh, tất nhiên đây là cái điểm tạo lập ở cuối phiên chính vậy nên là tuần tới thì chúng ta lại tiếp tục diện tiếp tục quay trở lại vùng 108 Khả năng phá sinh để quay lại ở 108 điểm sâu hơn thì chúng ta vẫn tiếp tục đánh giá ở vùng 1103, 1105 và hỗ trợ cái thuật tuần của chỉ số phá sinh ở trong tuần tới đó là vùng 1095 đến vùng 1100. Đây chính là biên hỗ trợ kỹ thuật tuần và chúng ta sẽ tiếp tục ạ tiếp tục kỳ vọng chỉ số phá sinh sẽ tích lũy thành công ở trên vùng 1095 đến vùng 1100 đó và chúng ta tiếp tục tiếp tục cái điều gì? Tiếp tục cái mục tiêu đó là chỉ số phá sinh sẽ phải vượt cạn được ở cái vùng 1120 sau đó thì tiến lên đến cái vùng 1125, đó là những cái đích đến tiếp theo của chỉ số phá sinh. trong nỗ lực gọi là hoàn thành vùng giá mục tiêu đầu tiên của thị trường đó là target 1 VN Index ở vùng 1125 đến vùng 1130. À, bây giờ thì anh chị em của chúng ta sẽ nhìn qua chỉ số Dow Jones thì như chúng ta cũng đã có phân tích trong các bản tin hàng ngày. À, cản kỹ thuật trên của chỉ số Dow Jones ở đây là vùng 36.3 và hiện tại ở đây thì chúng ta có cái biên hỗ trợ dưới ở khoảng vùng 35 Uh, chấm 9 k như vậy trong ngắn hạn thì uh, xu hướng của Dow Jones sẽ sideways ở trong cái biên này và chúng ta sẽ chờ đợi để chúng ta đánh giá thêm uh, về mặt thiên hướng và trong trường hợp nếu như Dow Jones tiếp tục phục hồi thì đó là một thông tin tốt để uh, giúp cho uh, thị trường giúp cho chỉ số vn index của chúng ta uh, có thêm uh, các cái đà phục hồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, nhìn uh, về xu hướng của chỉ số vn index ở trên chart kỹ thuật tuần thì như vậy là kể từ cái vùng mà cái thời điểm mà chỉ số VN Index đạt được mức cao nhất ở vùng 1255 điểm và uh, tạo đáy ở đây đó là vùng 1020 thì uh, bắt đầu chúng ta có cái sự phục hồi. Và ở đây thì cũng có phân tích rồi và uh, ba cây nến test tích lũy và uh, hiện tại thì chúng ta đã có cây nến đóng tuần tại chúng ta có cây nến đóng tuần với lực tuần ở tuần này thì lực cầu của chỉ số vn index bắt đầu có xu hướng tăng lên đó là một tín hiệu tích cực đồng thời cây nến tuần cây nến tuần thì nó chưa thực sự chưa 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 thực sự đạt kỳ vọng tức là nếu cây nến tuần này nó đóng được cái cái điểm đóng nến ở trên vùng 1135 thì là tích cực rất là tích cực cho tuần tới. À, tuy nhiên thì uh, về mặt về mặt lý thuyết thì nó vẫn uh, nó nó soát soát ở vùng một một hai thì như vậy là đây vẫn là một cây nến à, chúng ta có thể tạm tạm xem là một cây nến hammer bởi vì là uh, điểm đóng dưới uh, điểm đóng trên thì gần cũng gần như cao nhất uh, gần gần cao nhất tuần và cái thứ nhất là nó đã bứt thoát qua được cái điểm đóng nến ở trong phiên giao dịch tuần trước đó chính là vùng À, vùng 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 cờ lâu là vùng một một các anh chị và tuần này là đóng cửa vùng một thì như vậy là in uh, index của chúng ta cũng đã có ghi nhận một cái mức tăng uh, khá là tích cực ở trong tuần vừa qua thì như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục um, sau khi mà chỉ số vn index của chúng ta test cung chỉnh nền và cung xong thì ông lê sẽ cùng với các anh chị uh, chúng ta sẽ bắt đầu um, có thêm uh, cái sự phân tích ở trong tuần giao dịch mới À, nội dung tiếp theo à, thì chúng ta sẽ bắt đầu à, lần lượt đi phân tích các cái danh mục mà chúng ta đã đề ra. Đầu tiên là nhóm cổ phiếu trụ MVDG. Thì như đã có phân tích cho các anh chị MVDG ở trong thời gian vừa qua sau các điểm tích lũy ở vùng 37 đến khoảng vùng 37.5. MVDG có một cái điểm đẩy lên ở khoảng vùng 40 và trong tuần vừa qua thì MVDG tiếp tục có một cái điểm test cung Uh, tích lũy ở vùng 38 38.2 và tuần này thì như vậy là MDBG chính thức là đã uh, bứt qua được vùng cản tâm lý 40 và hoàn thành cái target mục tiêu đâu đó cũng đặt ra ở khoảng vùng 41. Uh, sau khi mà đạt đến vùng 41 thì MDB có một điểm chỉnh ở 39.5 và trước khi có một phiên uh, phục hồi tốt ở trong phiên kết tuần với lực cầu uh, lực cầu tăng tốt. Và với góc độ như vậy thì sau một cây nến giờ như thế này thì chúng ta thấy rằng là có ba cây nến giờ MDBG đã test và có những cái thời điểm là nó đã test về ở đây đó là vùng 42 và có độ rút chân lên. Như vậy trong tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng uh, MVWG sẽ chỉnh cung lại ở khoảng quanh vùng 42, điểm sâu hơn sẽ là vùng 41, 41.5 đây sẽ là vùng biên tích lũy ở trong tuần mới và tích lũy thành công như vậy là chúng ta tiếp tục ngắm lên target mục tiêu tiếp theo ở vùng 44 uh, Trong cái thời gian vừa qua MVWG bị chỉnh cung đó là do một số các cái thông tin về mặt cơ bản uh, của, của của cổ phiếu này, tuy nhiên là Uh, ngắn hạn thì vùng 37 37.5 đó cũng là cái vùng gọi là vùng hỗ trợ về mặt uh, về mặt trung hạn của cổ phiếu của anh chị rồi đối với cổ phiếu Mansan thì uh, hiện tại thì các như anh chị biết rồi Masan cũng là một cái ngành hàng uh, tiêu dùng uh, rất là tích cực và uh, khi mà cái hiệp định thương mại Việt Mỹ uh, được nâng lên đúng ạ và khi cái cái tầm đối tác chiến lược được nâng lên thì như vậy là uh, cổ phiếu Mansan cũng là một trong những mã cổ phiếu có được hưởng lợi và hiện tại thì chúng ta cũng đã có những cái thông tin tích cực uh, đến với cổ phiếu này thì như vậy là uh, chúng ta đã có cái uh, con đường phân tích uh, tương đối là dài của phiếu Mansan ở trong thời điểm hiện tại uh, ở vùng hỗ trợ 60, 61 và vùng 62 đó là những cái biên mà trong những cái tuần trước thì cũng đã có phân tích uh, để cho các anh chị có thể uh, uh, thu gom nhẹ đúng không ạ và tuần này thì như vậy là San uh, vượt thoát được qua vùng cản tâm lý đầu tiên 63 uh, lên đến vùng 65 và trong phiên giao dịch ngày hôm nay uh, suy sát tí nữa thì lên được vùng 67 trước khi mà có một cây nến giờ kết thúc phiên nó lấp gáp chỉnh cung trở lại. Như vậy ở trong tuần tới vùng hỗ trợ kỹ thuật thứ nhất là vùng 65.5 đến khoảng vùng 66 dự chỉnh biên một ở đây. Biên 2 thì có thể là nó sẽ tích lại khoảng vùng 64. .5. 64.5 đến khoảng vùng 65. Đây là hai vùng hỗ trợ kỹ thuật trong thời điểm ngắn hạn của cổ phiếu mà của cổ phiếu Mansan tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta sẽ dự báo vượt thoát vùng 67 và đi, đi về cái vùng target tiếp theo của cổ phiếu này ở khoảng quanh vùng 7x. Vinamilk, đây, Vinamilk trong tuần hoàn thành vùng giá mục tiêu ở vùng 69.5 và sau khi cổ phiếu hoàn thành vùng giá mục tiêu xong thì phiên giao dịch của ngày thứ hai thì nó bắt đầu có một cái một cái nhịp test cung chỉnh nền và nhịp test cung chỉnh nền này thì nó lại về lại vùng hỗ trợ kỹ thuật 67.5 đến vùng uh, 67.7 ở đây và bắt đầu có cái sự phục hồi từ phiên giao dịch ngày 7 và ngày 8, phiên ngày hôm nay thì lực cầu cũng tương đối là tích cực. Như vậy với quan điểm hiện tại như thế này thì như vậy tuần tới uh, cổ phiếu Vinamilk sẽ tiếp tục công vùng cản 69 chấm 5 đến khoảng quanh vùng 70 khả năng khi về đến vùng này thì cổ phiếu nó sẽ có cái sự rung lắc và nó sẽ test cung chỉnh nền trong trường hợp nếu tích cực là nó sẽ test về quanh vùng 69 không gãy cái biên hỗ trợ này lực cầu tiếp tục ổn định thì như vậy là hoàn toàn có thể Vinamilk sẽ tiếp tục sẽ tiếp tục được nâng target lên khoảng quanh vùng 71 ở trong tuần tới ở đây này sau một cây nến giờ tạo lập kéo khá là tốt thì cây nến kết thúc phiên thì nó cũng đã có một cái điểm test khá sát về 68.5 đó, thì như vậy trong tuần tới thì các anh chị có thể là tính toán thêm một cái điểm tùy các anh chị nhé Nếu mà cân thì chúng ta có thể tính toán thêm một cái điểm ở khoảng quanh vùng 68.7 đây Thì nó cũng sẽ là khá là hợp lý ở Vic và Vinhome hiện tại vẫn đang bị các nhà đầu tư nước ngoài thoái vốn chính vậy nên là gì trong thời gian vừa qua thì nó cũng chưa thể là có cái điểm tăng mạnh và về cơ bản nó vẫn đang cố gắng phục hồi thì cái điểm điểm tích lũy tạo nền thứ nhất của Vic ở trong thời điểm ngắn hạn đó là vùng 41 41.5 và trong hai tuần vừa qua thì nó bắt đầu xây lên được khoảng vùng 41.8 đến khoảng vùng 42 trong tuần vừa qua thì Vic cũng hoàn thành cái target mục tiêu ở vùng 43 và nó cũng đã có điểm test lại ở vùng 41842 ở đây và đây đang là những cây nến bám biên thì trong tuần tới khả năng trong trường hợp lạc quan tích cực thì chúng ta sẽ xuất hiện một cây nến giờ và cổ phiếu VIX kéo vượt qua được thoát được vùng 43 ở đây khoảng 4343.5 như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cái target kỹ thuật tiếp theo ở vùng 44.5 đến khoảng vùng 45. Vinhome, uh, Vinhome ở trong tuần thì có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là vùng 40.2, 40.3 thì về cơ bản là cái nhịp đầu tuần thì Vinhome đang có cái sự phục hồi khá là tốt và nó cũng lên được quanh vùng 41.5 trên cái target mục tiêu dự kiến là khoảng uh, kéo lên khoảng quanh vùng 42 và tại đây thì như vậy là nó đang test cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần nó lại bị uh, thất bại ở chỗ này, nó chính vì thất bại nên là đây như vậy là <laughs> có đến uh, phiên ngày 7 và ngày 8 ở vùng 39 4 nó đang có xu hướng test cung kỹ thuật quay trở lại vào tuần tới thì dự báo tiếp tục sẽ test ở vùng này. À, Biên sâu hơn sẽ ở khoảng vùng 38.7 đến khoảng vùng 39 ở đây thì tại thời điểm này thì cũng sẽ tiếp tục đánh giá à, khả năng phục hồi. Nhóm ngành phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản công nghiệp thì à, như cũng có phân tích định hướng đây là một cái nhóm ngành mà cũng đã có một cái dòng tiền à, hết sức là tích cực và tốt ở trong thời gian vừa qua và đây cũng là một cái sóng ngành. À, mà được nhấn mạnh ở trên các bản tin tuần cũng như trên các rung phân tích đầu tư. KBC, à, KBC ở đây, à, chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 31, 31.3 và trong tuần vừa qua thì KBC cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu ở vùng 33 trước khi mà nó có một cái nhịp à, quay trở lại các công trình nền ở vùng 31.5. À, phiên giao dịch ngày 7, ngày 8 về cơ bản là tích cực như vậy. Tuần tới ở đây, à, chúng ta có biên hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 32, khoảng vùng 32.2 đây là một cây nến rút chân và thậm chí là có hai cây nến rút chân từ uh, từ các cái điểm test kỹ thuật này cho nên là tuần tới thì nếu có test thì KBC sẽ tiếp tục test về đây mục tiêu uh, mục tiêu của KBC thì tiếp tục uh, công lại vùng cản kỹ thuật 33, 33.5 và đến khoảng vùng 34 đó là target kỹ thuật ngắn hạn. <laughs> ITA là một mã cổ phiếu PEN và đến thời điểm hiện tại trong tuần vừa qua thì ITA cũng đã có những cái bước tiến uh, tốt đó và vùng giá mục tiêu thứ nhất là vùng 6.6. Hoàn thành, sau đó thì ta tiến lên vùng 7 và hiện tại thì đang ngắm lên ở vùng 7.5 đến vùng 8. Khi mà đạt lên đến, đến vùng 7.5 thì ITERA đang có một nhịp ở đây, đó là nhịp từ phiên 7 phiên 8 nó bắt bắt đầu quay trở lại test cung chỉnh nền và như vậy ở đây ở chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 6.8 vùng 6.9 đến vùng 7 đó là vùng mà dự báo tuần tới ITA còn có khả năng quay trở về đây để test cung uh, test tích lũy thành công ở vùng này mục tiêu sẽ công 7.5 và điểm xa hơn sẽ là vùng 8 c c thì chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở đây là khoảng vùng 42.8 đến khoảng vùng 43 trong tuần hoàn thành vùng giá mục tiêu 45 và sau khi mà nó đạt được cái target kỹ thuật 45 rồi thì uh, cổ phiếu bắt đầu có một cái xu hướng quay trở lại chỉnh cung và đây trong phiên ngày 7 ngày 8 thì hiện tại là cổ phiếu đang quay trở lại ở vùng 42 42.5 đến vùng 43 xu hướng ở uh, xu hướng về 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 cách uh, cách đi của cổ phiếu này thì như vậy đây là một uh, cái biên test kỹ thuật và phiên ngày hôm nay thì lực cầu cũng đang khá là thấp uh, chính vậy nên SCC sẽ có xu hướng tiếp tục test lại vùng 42.5 ở uh, điểm sâu hơn sẽ là vùng 42 uh, trước khi có xu hướng phục hồi và tại đây thì chúng ta sẽ đánh giá thêm khả năng là gì phục hồi của cổ phiếu tại vùng 44 đến khoảng vùng 45 <laughs> IDC ở trong tuần thì cổ phiếu này cũng <laughs> hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu ở vùng 51 thậm chí là có thời điểm là nó còn đánh suýt sát lên đến quanh vùng 52 ở biên hỗ trợ kỹ thuật tuần của IDC ở trong tuần vừa qua ở biên 48.549 thì nó đã tích lũy tương đối tốt và ngay phiên giao dịch ngày thứ hai thì IDC bắt đầu có cái lực phục hồi và sau khi về đến sát cái vùng cảng kỹ thuật 52 thì IDC cũng bắt đầu có cái sự chỉnh cung ở đây và tuần tới chúng ta sẽ lấy biên 49 biên 95 là biên tích lũy Uh, chỉnh cung của cổ phiếu IDC tích lũy thành công ở vùng này Thì như vậy chúng ta lại tiếp tục ngắm uh, Target 51, 51.5 đến vùng 52 Tức là câu chuyện ở đây các anh chị lưu ý nhé uh, Tất cả các mã cổ phiếu nó đều có hỗ trợ Và uh, để mà công được vùng kháng cự Thì cái điểm đầu tiên nó phải test thành công hỗ trợ Vậy thì một số các anh chị sẽ hỏi là như thế nào gọi là test thành công Thì cái đấy nó rất là khó cái đấy chúng ta phải theo dõi thí hiện real tham ví dụ như hùng nói ví dụ này hùng sẽ minh họa cho anh chị như thế này được gọi là test thành công ví dụ trong phiên giao dịch ngày thứ hai nó có xuất hiện một cây nến nhún về ở khoảng quanh vùng 49 và có thể là cây nến kết thúc phiên của ngày thứ hai thì nó xuất hiện được một cây nến hammer xanh và và idc của chúng ta vượt thoát lên được ở trên vùng 50. 50 đến khoảng vùng 50.2 50.3 ở đây và cái cây nến này nó nhô cao càng nhô cao càng tốt thì đấy là gọi là gì? Đấy gọi là tích lũy thành công. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và chúng ta sẽ quan sát cái, cái cách vận động và đồng thời khi mà xuất hiện một cây nến như này thì nó lại đạt một cái lực cầu giờ. Ví dụ như vậy, nó đạt một cái lực cầu giờ, nó đạt được khoảng tầm 1 triệu đến 1,5 triệu cổ phiếu ở trên cái cây nến giờ đó thì đó là tích lũy thành công. Đó, thế còn lại thành công thì nó chỉ có như vậy thôi. Đó. Ở cổ phiếu VGC nó nó VGC ở đây thì như vậy là VGC trong tuần hoàn thành vùng giá mục tiêu 58 trên 58 và nó cũng bứt qua đầu tiên là nó hoàn thành cái target mục tiêu 56 sau đó nó vươn lên cả 58 và sau sau khi mà hoàn thành vùng giá này thì như vậy là gì nó bắt đầu nó quay lại nó test lại cung chỉnh cung thì điểm test kỹ thuật thứ nhất đây này trong phiên ngày 6 là bắt đầu test về vùng 56 và trong phiên ngày 7 thì nó test về vùng 54 như vậy um, tại vùng 54 thì như vậy phiên ngày hôm nay bắt đầu có cái sự phục hồi và dòng tiền bắt đầu khá là tốt. Đây các anh chị này, thì đây chúng ta gọi là gì? Đây là gọi là những cái điểm test thành công. Sau khi test xong thì nó xuất hiện những cây nến gì nến xanh đẩy lên. Và sau cây nến xanh này thì các anh chị lại để ý tiếp là gì? Nó lại test thành công tiếp 1 phần 2 cái thân nến và uh, trong cái phân thân nến giờ là nó rút về vùng 54.7 và sau đó trước khi mà nó hoàn thành lên đến cái vùng giá mục tiêu 55.8 thì đây gọi là test tích lũy thành công đó nó đơn giản và với việc test tích lũy thành công như thế này thì gì ở tuần tới chúng ta lại tiếp tục ngắm lên vùng giá 58 điểm xa hơn thì có thể vùng 59 đến khoảng vùng 60 ở VGC hiện tại thì tín hiệu cũng đang tương đối là tích cực và ok ở nhóm ngành đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép và hiện tại thì giá thép cũng đang có cái sự phục hồi Uh, giá thép thế giới các anh chị đang có cái sự phục hồi và nhóm thép thì cũng là một cái sóng ngành được cùng phân tích và đề cập ở trong tuần vừa qua và trong các cái tuần giao dịch trước đó uh, dòng tiền tập trung ở nhóm này uh, nhóm ngành này uh, tương đối là tích cực hòa phát vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần có phân tích ở vùng 26.5 đến vùng 27 và ngay phiên giao dịch ngày thứ hai cổ phiếu Hòa Phát có gáp tăng và hoàn thành cái target 1 ở vùng 27.5 ở trong tuần trong tuần thì suy soát tí nữa thì như vậy là Hòa Phát đẩy lên được cái target tiếp theo ở vùng 28.3 đến vùng 28.5 trong phiên ngày hôm nay thì cây nến giờ đầu tiên thì hòa phát có một lực tăng tốt và sau đó thì nó bắt đầu nó quay trở lại lớp áp chỉnh cung thì điểm chỉnh cung kỹ thuật ở vùng 27.5 phiên cái cây nến kết giờ này nó có điểm rút chân tuy nhiên là điểm rút chân này thì theo hùng là nó chưa thực sự là quyết liệt và tích cực chính vậy nên khả năng tuần tới nó sẽ sẽ chạm lại kênh xu hướng và test tích lũy ở biên ở biên 27.15 đến khoảng vùng 27.3 tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là hùng sẽ tiếp tục đề cập đến chúng ta tiếp tục ngắm lên vùng target 28328.5 sau khi mà bứt được cái cản kỹ thuật 28.5 thì có thể ở nhịp này ở chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên ở 29.5 đến khoảng vùng 3x đấy là target mục tiêu của cổ phiếu Hòa Phát năm Nam Kim Nam à, Kim đây chúng ta có hỗ trợ cái thuật tuần ở vùng 22.5 và gáp tăng ngay ở phiên À, thứ hai cũng đưa cái um, gọi là giúp cổ phiếu Nam Kim đạt được cái target mục tiêu ở vùng 23.5 và sau đó thì uh, nó tiếp tục quay trở về test lại đây các anh chị này. Đấy, nó test cái điểm uh, phiên ngày 7 là nó test uh, rất sát với uh, vùng 22.5 trước khi mà có cái lực phục hồi uh, quay trở lại vượt 23.5 và vươn lên vùng 24.5 đến vùng 25 ở đây. Thì uh, sau khi mà đây phiên ngày hôm nay thì nó cũng uh, nó cũng có một cái nền tích cực ở đầu giờ và sau đó thì nó chỉnh cung lắp cáp như vậy tuần tới thì nó sẽ có một kênh xu hướng ở đây. Vùng 22 22.7 đến khoảng vùng 23 và điểm sâu hơn thì có thể tính toán ở vùng 22.5 tùy. Đó thì uh, tại đây thì chúng ta sẽ tiếp tục diện đánh giá uh, xu hướng phục hồi và uh, và và và, và xu, xu hướng phục hồi thì như vậy thôi, vùng 24.5 đến khoảng vùng 25. <laughs> Hoa Sen ở trong tuần thì hùng đã có phân tích cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở đây các anh chị đó là vùng 21.2 và cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Thì Hoa Sen ở trong tuần hùng có đề cập đến những cái target kỹ thuật ví dụ như vùng 22, 22.5, 22.7 và gần như thì trong tuần thì Hoa Sen cũng có thời điểm là đã vượt thoát vùng 23 rồi các anh chị. Như vậy là về cơ bản là nó cũng đã đạt được cái target mục tiêu tuần. Và sau khi mà đạt được những cái target mục tiêu tuần thì nó cũng có nhịp chỉnh và ở đây là một cái nhịp chỉnh ở trong phiên ngày 7 này nó uh, chạm về vùng 21.5 đó là chạm về kênh xu hướng và trước khi có ba cái đến giờ phục hồi tốt uh, phiên ngày hôm nay đầu giờ thì uh, tích cực nhưng mà sau đó thì nó bắt đầu chỉnh cung lấp gáp như vậy tuần tới uh, chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ở vùng 21.7 đến vùng 22 đây là chạm kênh xu hướng còn điểm sâu hơn của hoa sen có thể quay trở về test công chỉnh này nó quanh vùng 21.5 mục tiêu thì có vẫn như vậy thôi như vậy là tuần vừa qua nó công lên được vùng 23 thì tuần này chúng ta sẽ tiếp tục đặt mục tiêu ở vùng 23 ở điểm xa hơn sẽ là vùng 23.5 đến khoảng quanh vùng 24, đó là vùng cản kỹ thuật mạnh của cổ phiếu. VGS đó, VGS đây, các anh chị hỗ trợ cái tuần tuần ở quanh vùng 22 và như vậy trong tuần vừa qua thì VGS cũng đã đạt được cái target mục tiêu đó là vùng 24 đến vùng 24.2 trước khi mà nó có một cái nhịp chỉnh cung lại đây Và như vậy thì cái nhịp này thì nó lại test về vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần, nó là quanh vùng 22 Và nó lại tiếp tục diện, nó lại tiếp tục công cả tuần ở vùng 24 đến vùng 24.2 Như vậy nếu như chúng ta nắm được ở điểm nào là điểm hỗ trợ kỹ thuật và điểm nào là điểm kháng cự Thì như vậy là chúng ta có thể tối ưu hóa bằng cách T+, đúng không anh chị? T+, 1, T+, 0 và cái xu hướng uh, xu hướng khi mà hệ thống KRX đi vào vận hành á thì như vậy là uh, xu hướng nhà đầu tư sẽ lướt ở trong những cái biên T0, T1 sẽ rất là nhiều. Các anh chị sẽ không sẽ chắc chắn là sẽ không chờ đến biên T.2.5 đâu và sẽ lướt ở trên cái danh mục của mình có. Um, với cách tạo lập như hiện tại như vậy tuần tới thì uh, ở đây chúng ta có có biên hỗ trợ kỹ thuật 22.5 đến vùng 22.7 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 22. Đó sẽ là gì? Đó sẽ là những cái biên mà VGS có thể quay trở lại à, test tích lũy và test tích lũy thành công. À, test tích lũy thành công thì chúng ta lại tiếp tục ngắm cản và thành công như thế nào thì cũng đã giải thích cho các anh chị rồi. Đúng không ạ? À, cổ phiếu TVN, à, TVN thì về cơ bản ở đây chúng ta có phân tích cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần của nó đó là vùng 6, vùng vùng 5.9 đến vùng 6 này. Thì trong tuần vừa qua là cái điểm test moon đến sâu nhất của cổ phiếu này là vùng 6.1 và nó công nó cũng đã bứt được cái vùng cản 6.5. Có thời điểm đã đi đến vùng 6.9 và đây là những cây nến giờ mà cổ phiếu này test tích lũy trở lại. Như vậy tuần tới ở vùng 6.4, 6.5 kỳ vọng sẽ là biên tích lũy và mục tiêu sẽ công lên vùng 7. Vượt thoát vùng 7 thì như vậy là chúng ta sẽ phân tích những cái target cao hơn ở à, TLH thì Nhung đã có phân tích rồi à, trong giai đoạn hiện tại thì thanh khoản của cổ phiếu này tương đối là ổn định vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần thì đã có phân tích ở đây là vùng 7.7 đến vùng 7.8 à, tuần này thì nó hoàn thành được cái vùng giá 8 vươn lên được cái vùng tiếp theo 8.2 và à, có thời điểm thì suýt soát lên được vùng 8.6 trước khi mà gì nó có ba cây nến giờ test tích lũy ở đây thì đây là một cây nến giờ kéo mạnh chính vì vậy nên cái việc mà à, nó quay trở lại à, test tích lũy và trả cung lớp cáp đó là một cái sự vận động hết sức là thông thường của cổ phiếu điểm trả thứ nhất sẽ là vùng 8.2, 8.1 và vùng 8 đó là ba cái điểm, ba cái mốc giá mà khả năng ở tuần tới TLH sẽ test tích lũy lại ở đây. À, uh, test lý thật là thành công, lực cầu quay trở lại ổn định và uh, chúng ta lại tiếp tục ngắm vùng cản 8.5 đến vùng 8.6, bứt được vùng 8.6 thì như vậy là chúng ta sẽ xây target của nhịp này của TLH lên vùng 9. Nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành đầu tư công, vật liệu đầu tư công và đầu tư công thì đối với nhóm ngành này á trên trên thực tế thì chúng ta cũng đã có một cái một cái nhịp tăng và có một cái sóng ngành có thể nói là từ từ tận đầu năm các anh chị, từ tận đầu năm của năm 2023 và thậm chí là quý 4 của năm 2022 thì cũng đã bắt đầu có phân tích về xu hướng của nhóm ngành này đúng không ạ? Và hiện tại hiện tại thì chúng ta thấy rằng là uh, cái cái tốc độ giải ngân đầu tư công á và đầu tư về hạ tầng kỹ thuật của đất nước chúng ta đang rất là nhiều và cái nguồn tiền để có thể bung ra để có thể là gì uh, kích hoạt cái nhóm ảnh này nó cũng đang còn rất nhiều cái tiềm năng ở phía trước. Chính vậy nên là với nhóm ngành đầu tư công là một cái nhóm ngành rất quen thuộc và với những mã cổ phiếu đầu tư công mục đã lọc ra để uh, phân tích cho các anh chị đó là những cái mã cổ phiếu cơ bản tốt và um, mọi thứ Ờ, mọi thứ về 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 cách đi uh, của nó cũng rất là happy để chúng ta uh, tham khảo thêm uh, trong cái quá trình đầu tư để làm sao mà chúng ta tối ưu hóa được uh, lợi nhuận cổ phiếu cổ phiếu KSB ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 24 7 đến vùng 25 và trong tuần thì nó hoàn thành target 1 ở vùng 26, hoàn thành target 2 ở vùng 27 trước khi gì mà nó có cái sự chỉnh cung lắp gáp ở đây. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là có hai lần, hai lần trong phiên 7 và phiên ngày hôm nay thì như vậy là KSB tiếp tục gì? Có những điểm test lại vùng 26 và đây là một cây nến rút chân. Thì như vậy là đây là một cây nến rút chân chính vậy nên là chúng ta sẽ cần thêm cái cây nến chờ đầu phiên ngày thứ hai để chúng ta đánh giá. Nhưng về cơ bản thì các anh chị sẽ lấy ở trong tuần tới các anh chị sẽ lấy biên hỗ trợ kỹ thuật dưới là vùng 26 và biên kháng cự trên đó là khoảng vùng 27 đến khoảng vùng 27.3 tạm thời thì KSB nó sẽ có thể là nó sẽ đi sideways ở trong biên hẹp này đó PLC ở thời điểm hiện tại cũng có cái thanh khoản tích cực đó và vùng hỗ trợ kỹ thuật của PLC thì cũng đã có phân tích ngay ở phiên giao dịch ngày thứ hai, vùng 29.9 đến khoảng vùng 30.2. Và vào đầu tuần thì như vậy là PLC à, hoàn thành vùng giá mục tiêu 32 và sau khi nó bứt cản 32 thì nó tiếp tục lên được đến vùng 33.5. năm anh chị, à, lên được vùng 33.5 trước khi mà à, nó có một cái nhịp tích lũy chỉnh cung lại ở đây. Và nhịp chỉnh cung này thì theo quan điểm của Hùng là hợp lý bởi vì là khi nó bứt cản vùng 32 xong nó quay trở lại test vùng 32 thì đây được xem là một điểm test thành công. Đó, một điểm test thành công tại vùng 32. Và test xong thì nó bắt đầu có sự phục sức phục hồi lên vùng 33 và phiên ngày hôm nay thì nó tiếp tục gì Nó tiếp tục có cái điểm quay lại ở khoảng vùng 32.3 đến khoảng vùng 32.7. Đó. Và rút chân lên vùng 33 thì đây cũng là một cây nến đinh ba rút chân và thuần về phân tích kỹ thuật thì đây là một cây nến đẹp. À, như vậy thì tuần tới à, tuần tới thì chúng ta sẽ thấy rằng là PLC có thể nó có thể nó vẫn còn những cái gì có có thể là thị trường của chúng ta sẽ có những cái điểm rung lắc và à, PLC nó vẫn còn những cái điểm lại khoảng quanh vùng 32.5 32.7 đây à, mục tiêu trong nhịp này mục tiêu trong nhịp này thì cũng đang ngắm là xu hướng là PLC sẽ bứt ở vùng 33.5 và hội tụ lại ở khoảng quanh vùng 34.5 đến khoảng vùng 35 VCG ở đây chúng ta VCG cũng đang có một kênh xu hướng gọi là kênh xu hướng uptrend các anh chị nhé và đây là một cái điểm hội tụ ở phiên ngày 1 tháng 12 VCG có một cái điểm hội tụ kỹ thuật ở đây đó chính là biên ở đây là biên 22.3 đến biên 22.5 ở các bản tin tuần cũ thì cũng đã có phân tích rồi và trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì như vậy là VCG hoàn thành cái target mục tiêu vùng 24 và lên được suy soát ở vùng 25 trước khi mà nó có hai nhịp test cung ở đây thì ở đây này các anh chị nhìn thấy đây là một cây nến giờ nó hơi đuối nó Hơi đuối chính vậy nên là gì Vùng 23, 237 này đến vùng 24 sẽ là gì Tuần này thì ở xu hướng tuần tới thì nó sẽ tiếp tục gì ạ Nó tiếp tục quay trở lại kiểm tra vùng hỗ trợ cái tuần ở đây Và ít nhất ở đây là gì Ở đây là kênh xu hướng Chính vậy đến khả năng là nó sẽ quay trở lại để nó test kênh xu hướng và test thành công ở vùng này Như vậy chúng ta sẽ tiếp tục ngắm vùng 25 Điểm cao hơn sẽ là vùng 25.5 FCN vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần 13, 6, 13, 8 Và trong tuần thì như vậy là FCN cũng đã hoàn thành cái target mục tiêu ở vùng 14.6 Và có những cái thời điểm là nó đã lên được suy soát ở vùng 15.2 trước khi có một nhịp test cung chỉnh nền ở đây Thì như vậy ở đây các anh chị nhìn thấy nhá Bắt đầu từ phiên ngày ngày 7 đây thì như vậy tín hiệu đường MACD bắt đầu gì ạ Anh chị nhìn nhá Đó và chúng ta quan sát cái tín hiệu đường MACD bắt đầu có gì chỉnh đỏ cái thứ nhất cái thứ hai nữa là nó đang có xu hướng đi xuống chính vậy nên là cổ phiếu nó sẽ có xu hướng chủ đạo là gì test cung chỉnh nền tích lũy và các anh chị nhìn thấy đây nó hồi lên và phiên ngày hôm nay thì nó lại gì tiếp tục test cung chỉnh nền à, tuần tới ở vùng 14.2 đến vùng 14.3 dự kiến sẽ là vùng tích lũy của FCN và chúng ta sẽ đánh giá thêm khả năng phục hồi ở đây à, tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là không có gì thay đổi cả 15 15.2 Uh, CNCO4. Đó thì các anh chị nhìn thấy đây đúng không? Đó thì từ phía ngày bảy thì uh, cái tín hiệu đường MACD của CNCO4 bắt đầu chuyển từ xanh sang sang đỏ và đó là một cái tín hiệu uh, cho ra cho thấy là gì? Cái xu hướng của cổ phiếu này nó sẽ bắt đầu đi vào nhịp và uh, test cung tích lũy chỉnh nền Thì ngay từ đầu phiên giao dịch ở đây, vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 11.5 của CNCO4 và nó bắt đầu vượt thoát lên được vùng 12. hai. Uh, từ vùng 12 này thì nó lại tiếp tục gì? Nó lại tiếp tục công lên cái vùng cảnh kỹ thuật cao hơn đó là vùng 12.8 đến vùng 13. À, trước khi mà gì nó bắt đầu nó có một cái nhịp chỉnh cung ở đây và phiên ngày hôm nay thì như vậy là trên cô 4 test lại vùng 12 uh, có lực rút chân lên uh, Tuy nhiên là cái tín hiệu đường mát này Nó chưa cho chúng ta thấy một cái xu hướng là gì Cái điểm chỉnh cung hoặc là cái nhịp chỉnh cung này nó đã kết thúc Chính vậy nên là trên cô 4 tuần tới chúng ta vẫn phải tính toán ở vùng 12 Còn điểm sâu hơn có thể là nó sẽ rung lắc tại quanh vùng 11.8 11.8 khoảng biên 11.9 đến biên 12 Đó là biên mà chúng ta thể tính toán à, uh, tích lũy thành công thì cũng không có gì cả vùng 12.6 hoặc xa hơn sẽ là vùng 12.8 13 đó là những cái vùng target mục tiêu dự kiến Ở uh, cổ phiếu LCG ở đây uh, chúng ta có phân tích vùng hỗ trợ 11.7, 11.8 và uh, ta ghé cái thuật tuần ở vùng 12, uh, 12 chấm mấy đây tầy nhỉ, 12 chấm đây, đây tức là cái biên này là biên cản này, biên 12 năm đến biên 12.7 và trong tuần thì có thời điểm là cổ phiếu LCG đã uh, LCG vượt thoát các anh chị LCG vượt thoát được vùng 12.7 12 và sau đó thì nó bắt đầu có một nhịp chỉnh cung uh, quay trở lại đây và uh, nó test lần thứ nhất và nó phục hồi và đây đang là cái xu hướng nó quay trở lại test lần thứ hai. Như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ lấy biên ở đây là khoảng biên 12 đến khoảng biên 12.1 sẽ là biên gì? LCG sẽ quay trở lại chỉnh cung tích lũy ở đây, tích lũy thành công. Thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục ngắm vùng 12 năm 12 7. Bứt được vùng 12 7 thành công thì như vậy là có thể lên vùng 12.8 đến vùng 13.3, đó là các vùng cả kỹ thuật ngắn hạn. HHV hiện tại có những câu chuyện riêng, uh, câu chuyện riêng về uh, cổ phiếu này, đúng không các anh chị? Có những câu chuyện riêng đấy, nó cũng khá là tốt đấy. Thì, um, ngay ở phiên giao dịch ngày thứ hai thì khi mùng có phân tích dự kiến thì nếu có trả gáp thì nó sẽ trả lại quanh vùng 14.4 nhưng mà nó không hề trả đúng không anh chị đúng không? Mà nó công lên vùng 15, bứt thoát vùng 15 xong thành công á, đây này và sau đó thì tuần vừa tuần vừa qua HHV nó xây cái điểm này cũng rất là 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 là, là happy này vùng 15.3 đó. 15.3 nó sẽ rất là happy luôn và như vậy là nó đang hướng đến vùng cả cái thuật 16 đến 16.3 và cao hơn sẽ là vùng 16.5. Như vậy ở đây thì chúng ta thấy đang tuần tới vùng 15.3 đến vùng 15.5, dự báo sẽ là vùng tích lũy của cổ phiếu HHV, tích lũy thành công, lực cầu được đẩy trở lại. Như vậy chúng ta sẽ ngắm đến vùng 16 16.5, 16.3 16.5 và khi mà HV bứt được vùng 16.5 thì cái cản tiếp theo của cổ phiếu HV chúng ta sẽ có thể ngắm về ở khoảng quanh vùng 17 đó là target kỹ thuật. Thì đối với HV nó có những câu chuyện riêng và câu chuyện riêng đó thì các anh chị có thể đọc tham khảo thêm ở trên mạng đúng không? Chúng ta có những cái bài báo hoặc có những bài phân tích về cổ phiếu này. Nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì đối với nhóm ngành này là một trong những cái sóng ngành rất là quan trọng và được cùng cá nhân đồng Lê nhấn mạnh và phân tích và cũng như hướng ở cái dòng tiền của anh chị em nhà đầu tư chúng ta tham khảo để chúng ta có thể tiếp cận đến nhóm anh này và thông thường anh chị ở trong một cái nhịp sóng hồi thì chúng ta phải nhận diện được đâu là cái sóng ngành quan trọng nhất và đâu những cái sóng ngành mà uh, thu hút được dòng tiền của nhà đầu tư thì đó tại những cái, cái sóng ngành như vậy thì chúng ta mới gì ạ? Chúng ta mới 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 quan tâm và chúng ta mới tham gia vào đấy thì như vậy là chúng ta sẽ tối ưu hóa được uh, những cái khoản đầu tư của chúng ta. Rồi sell ở đây chúng ta phân tích ở vùng 21.3 ba uh, cộng trừ 0.3 sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật và đây là một cây nến mà các anh chị nhìn thấy là sell uh, cái điểm test của nó đúng vùng 21.3 luôn và bắt đầu nó có cái sự phục hồi ở sự phục hồi này thì đầu tiên nó sẽ công được cái vùng 2.3 này và trong tuần thì sell uh, uh, lên vươn lên được cái cản kỹ thuật tuần đó là vùng 24 và tại vùng 24 ở đây thì chúng ta gióng sang đúng không ạ đây là một cái cản uh, tâm lý tương đối là mạnh nên là sell có cái điểm tích lũy à, uh, tích lũy lại uh, đây là một cây nến không phải là các anh chị này đây là um, nó chỉ có khoảng tầm một vài trăm cổ phiếu sàn thôi và sau đó thì nó rút chân lên nhưng cái điểm tích lũy của sale hợp lý ở trong tuần đây điểm này thì điểm thật này 22.5 này và và biên tuần tới sẽ là 2.5 2.7 đến vùng 23 uh, tích lũy thành công ở điểm này như vậy chúng ta sẽ tiếp tục ngắm vùng cản kỹ thuật 24 25.5 đến khoảng quanh vùng 26 hdg đây biên hỗ trợ kỹ thuật tuần thì chúng ta có đề cập đến gì ạ đây này ở tuần trước thì chúng ta có phân tích vùng 27 và tuần này thì cũng có phân tích ở đây đó chính là biên 27.3 đến vùng 27.5 thì viên giao dịch ngày thứ hai là có ở trong biên này và bắt đầu gì HDG cũng hoàn thành được target một mục tiêu ở vùng 28.5 và hoàn thành vượt mức đó là gì ở lên được vùng 29.3 tức là nó cản một là cản 28.5 và cản thứ hai đó là vùng 29.3 đến vùng 29.5 thì nó lên được đến vùng 29.3 và bắt đầu có hai nhịp test nhịp test thứ nhất hồi phục lên và nhịp test thứ hai thì ở đây là một cây nến giờ phục hồi này, với lực cầu tốt này và đây là một cây nến test thành công các anh chị. Đây là một đây là một cây nến test thành công. Đó, râu nến dưới dài. Râu nến dưới dài và test tại biên hỗ trợ và rút lên được ở trên vùng 28.5. Như vậy tuần tới thì khả năng nếu nó có chỉnh thì nó sẽ chỉnh lại khoảng quanh vùng 28 3 28.5, tích lũy thành công, mục tiêu vùng 29 3 29.5 và xa hơn ở nhịp này HDG có thể hướng đến uh, vùng 3X. HDC ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần 32.5 đến vùng 32.7 và phiên ngày thứ hai thì nó nhảy gáp luôn và nó đạt được cái target tuần đó là vùng 34. Ờ, có thời điểm tích cực hơn thì nó lên được vùng 35.2 và nó bắt đầu gì ạ? Nó bắt đầu có một nhịp chỉnh cung thì ở đây là điểm mà chúng ta có thể xem ở đây là điểm test hai đáy. đáy thứ nhất là vùng 33 và điểm thứ hai nó tiếp tục test đáy ở đây là vùng 33. Và sau khi nó test thành công ở vùng này thì nó bắt đầu có gì ờ, có sự phục hồi và cây nến ngày hôm nay, đây cây nến cây nến này thì không được xem là cây nến thành công. Đó. À, bởi vì cái lực rút chân của nó không tích cực, tức là lực rút chân của nó phải vượt lên vùng 33.5 cộng cơ thì mới gọi là tích cực, còn đóng cửa ở vùng 33.35 thì như vậy gọi là trung tính. Đúng không? Nó đóng 1/2 cái thân nến này thì chúng ta gọi là trung tính. Và chính vì trung tính nên là khả năng 50 50, tức là tuần tới có thể là về vùng 33. Đó, nó test cung tích lũy ừ, thành công ở vùng này. À, lực cầu quay trở lại thì khi đó chúng ta đã bắt đầu tiếp tục đánh giá à, cái khả năng phục hồi ở vùng 34.5, vùng 35. 35 5 đến vùng 36 đó. Thì cái nguyên lý vận hành của cổ phiếu là gì? Sau khi mà cổ phiếu bứt thoát được vùng 34 thì nó sẽ lên cản tiếp theo là vùng 35. Bứt thoát vùng 35 thì nó sẽ đi về cản vùng 36 đến khoảng vùng 36.5. Và khi nó quay trở lại test thì nó lại test từ cái vùng hỗ trợ cao về vùng hỗ trợ thấp và trong phiên gian time thì hoàn toàn chúng ta có thể à, theo dõi thêm những cái nội dung này. Nam Long Đấy, Nam Long đây, hỗ trợ cái tuần tuần ở vùng 30 36 4 đến vùng 36 8 và trong tuần vừa qua thì như vậy là Nam Long cũng hoàn thành cái target mục tiêu vùng 38 và nó đang vươn lên cái vùng 39 đến khoảng vùng 39.4 thì nó chưa thành. Ở đây và phiên 7 đến phiên 8 thì như vậy là Nam Long bắt đầu có cái gì có xu hướng đây các anh chị này, có xu hướng test cung này. Đó, đây là điểm test thứ nhất và đây là điểm test thứ hai à, với cái nến như thế này thì như vậy tuần tới vùng 36.4 chắc chắn vùng 36.4 đến vùng 36.8 cổ phiếu Nam Long tiếp tục quay trở về đây test cung à, và test cung thành công à, test tích lý thành công ở vùng này thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng 38 đến khoảng vùng 38.5 RSH ở đây, vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 31.4 và ở phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó cũng có gáp tăng và đưa uh, cái target tuần. Tuy vậy là nó cũng hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu, đó là vùng 32.3 đến vùng 32.5 và hoàn thành vượt mức. Có thời điểm là gì? Nó lên được khoảng vùng 32.8 và khi mà về đến vùng này thì trong phân tích kỹ thuật thì gì? Chúng ta thấy ở đây là vùng cản nên là chúng ta sẽ lưu ý gì ạ? Như vùng đó có phân tích rồi, chúng ta sẽ tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách chúng ta chốt bớt đi. Thì sau khi chốt xong thì chúng ta nhìn thấy rằng đây có một cái điểm chỉnh và nó về đến vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 31.4 này. Ví dụ như vậy thì về vùng 31.4 là vùng hỗ trợ kỹ thuật thì các anh chị có thể đặt đặt các cái vùng gom ở đây và vùng gom ở đây sẽ, ít nhất thì bây giờ là đóng cửa ở vùng 31.75 và chúng ta gom ở vùng 31.4 thì như vậy là điểm này vẫn đang là một cái điểm gì? Tích cực đúng không ạ? Ở đây thì KDH của chúng ta liên tục có những cái cây đến giờ, nó test tích lũy ở vùng 31.5 như vậy là tích cực của các anh chị. Như vậy vùng 31.4, 31.5 sẽ là biên hỗ trợ cái thuật tuần của cổ phiếu KDH về đây, các anh chị có thể gom thêm các vị thế và mục tiêu chúng ta ngắm ở vùng 32.3 và cao hơn sẽ vùng 32.5 tuần tới. Cổ phiếu đạt phương. Đó, vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở đây đấy, vùng 38 38.3 và cũng có một gáp tăng ở ngay phiên giao dịch ngày thứ hai và hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu 40.5 có thời điểm lên đến 41 tuy nhiên là gì ở đây là vùng cản này các anh chị nhìn ở bên này đúng không ạ chúng ta cùng nhìn là nhìn thì nó thấy hết đó phải thế đây là vùng cản kỹ thuật rồi thì các anh chị đừng bình tĩnh đừng có thì đừng có đừng có ham và sau đó thì nó gì chỉnh cung và nó chạm kênh xu hướng và kênh xu hướng của chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 39 39.3. Đây là một cây nến rút chân thành công, lực cầu tốt, chốt chân thành công và nó bứt lại được ở trên vùng 39.3. Như vậy tuần tới, khả năng đa phương sẽ chỉ nó có 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 ấy thì nó sẽ test lại kênh xu hướng ở khoảng vùng 39.2 đến vùng 39.3, 39.4 ở đây. Mục tiêu không có gì thay đổi, 40.5 đến vùng 41 và khi cổ phiếu bứt thoát được cái vùng 41 rồi thì chúng ta có thể tính toán vùng 42, 42.5. Đó. DG hiện tại cũng đang có những câu chuyện riêng và các anh chị có thể đọc và chúng ta tìm hiểu trên mạng để chúng ta biết thêm. Thì ngắn hạn ở đây là vùng 20 tư ba vùng 24.7 trong tuần vừa qua có phân tích ở đây và đây cũng là một cái điểm hồi tụ kỹ thuật và các anh chị để thấy là bây giờ thời điểm hiện tại là chúng ta vẫn đang đây DG vẫn có một cái gì ạ có một cái kênh xu hướng ở đây à, khá là tích cực ở đây đúng không ạ rồi và DG trong tuần thì nó vượt thoát được vùng 26 và hướng về target mục tiêu ở vùng 27 27.5 ở đây này và 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 suy soát đó suy soát chạm 27.5 thì nó đang có gì đang có cái sự tích lũy và DG có cái sự tích lũy ở đây là DG tích lũy rất là là là, là là, là, là ổn đó nhìn chung là ổn đó thì tuần tới uh, có thể quay về vùng 26.3 hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 26 trên cơ sở tích lũy thành công của vùng này. Ở uh, trong nhịp này thì chúng đang dự báo dự báo khả năng là DG sẽ bứt cản 27.5 để đi về vùng 28.5, thậm chí là DG nhịp này. Hoàn toàn uh, có thể chúng ta sẽ ngắm về vùng 3x đó các anh chị, bởi vì DG đang có những cái câu chuyện riêng và câu chuyện riêng như nào thì uh, chúng ta sẽ tìm hiểu uh, tự tìm hiểu các anh chị nhé, Tự tìm hiểu Uh, DXG thì uh, chuẩn bị uh, phát hành với tỷ lệ 61 và mệnh 12. Trong tuần vừa qua thì uh, đất xanh có điểm tích lũy hỗ trợ cái tuần thì chúng đã có phân tích 19.3 19.5. Uh, dự báo có thể chỉnh cung lại ở quanh vùng 19.7. Tuy nhiên là nó cũng có một cái gáp tăng và thêm một lần nữa thì như vậy là gì? để đất xanh của chúng ta uh, tiếp tục uh, hành trình công cái vùng cản tâm lý ở vùng 21 21.5 ở đây và tuần này thì nó cũng suy sát lên được vùng 21.5 và nó cũng không thể trụ được, tức là ở đấy nó vẫn có một cái gì đấy nó vẫn cứ gần gợn lại đúng không anh chị đây phiên bên này cũng như vậy và bên này cũng như vậy vậy thì đây chúng ta nhìn thấy là tín hiệu đường MACD đang có xu hướng đi xuống đó và khi tín hiệu đường MACD đang có xu hướng thì à, như vậy là cổ phiếu nó sẽ diện, nó có thể xu hướng chủ đạo là gì, test cung chỉnh nền và tuần tới thì cái vùng 20 thì đương nhiên rồi và có thể là ở đây này nó lại quay trở lại um, nó sẽ quay trở lại vùng hỗ trợ cái thuật tuần ở quanh vùng 19.3, 19.5, tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là lại tiếp tục nhiệm vụ vùng 21, 21.5 <laughs> và các anh chị có thể, um, chúng ta có thể canh, uh, chúng ta lướt lát ở trong biên ngắn các anh chị nhé, tức là Uh, hỗ trợ và kháng cự đúng không? Đây thì uh, các cái vùng hỗ trợ kháng cự thì cũng đã chỉ ra rồi. Nam long ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ 17.3 17.5. Và trong tuần thì nó cũng hoàn thành cái vùng giá mục tiêu đó là 18.5 18.7 vùng 19 và lên được 18.7 thì uh, bắt đầu nó quay trở lại lại tích lũy lại ở vùng hỗ trợ thuật 17.3 17.5. Thì ở đây uh, nó cũng đang hơi lừng khừng, nó cũng đang hơi lừng khừng và cái, cái 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 lực đi nó cũng chưa rõ nét và À chúng ta để ý thấy rằng là gì? Tín hiệu đường MACD kể từ phiên giao dịch ngày 6 tháng 12 thì nó bắt đầu gì? chỉnh đỏ và nó bắt đầu có cái xuống đi xuống. À, do đó thì cổ phiếu nó cứ, cứ sập, xà sập trình như vậy thôi. Năm năm tuần tới à, 17/3 17 năm anh chị nhá. À, trong trường hợp tích lũy thành công ở vùng này thì nó sẽ vượt thoát lại à, mục tiêu của chúng ta sẽ ngắm lại như vậy thôi, 18.7 18.5 18, 18.7 19. Đó à, còn trong trường hợp nếu như nó bị thất bại ở vùng 13 10 17/3 ở đây thì như vậy là có thể ở đây này, cái mút đến 16.8. Đấy, thì tùy đó căn cứ cái tín hiệu thì chúng ta mới phân tích được tiếp nó và cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 16.3 sẽ là một cái điểm rất quan trọng để chúng ta đánh giá tiếp đấy cổ phiếu pdr dự kiến mục tiêu đó là hướng về vùng cản kỹ thuật 3 x thì trong tuần vừa qua đây pdr nó cũng đang có một cái kênh xu hướng đó các anh chị thấy đấy không đấy kênh xu hướng ngắn ở đây này tất nhiên là kênh xu hướng tổng quan của cổ phiếu thì là đương nhiên rồi nhưng ít nhất là trong hai à, à, tuần đúng không ạ hai tuần trở lại đây thì nó đang hình thành được một cái kênh xu hướng và cái xu hướng này nó đang, đang tạm gọi là kênh xu hướng áp chen đúng không ạ rồi ờ, đây vùng 26.8 đến vùng 27 là hỗ trợ mục tiêu thì trong tuần thì như vậy thôi và nó lên được ta cái thuật tuần vùng 29 bãi thì chưa thành công ở đây thì nó lại tiếp tục uh, test lại kênh xu hướng này ở vùng 27.5 đến vùng 27.7 đây ở đây cũng là một cây nến uh, thành công ở trong phiên kết tuần của cổ phiếu PDR đó test về vùng 28 và rút chân lên vùng 28.5 như vậy là một cây nến tích cực. Thì như vậy tuần tới, tuần tới thì nếu như nó có chỉnh thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tiếp tục quay trở lại cái xu hướng của kênh xu hướng ở đây. Ở test lại cái kênh xu hướng ở đây thì có thể là vùng 28, 28.3. Tích lũy thành công, mục tiêu thì vẫn là 29 và mục tiêu cao hơn. Thì như vậy ở PDR nhịp này, chúng ta sẽ ngắm xu hướng đó là cổ phiếu sẽ vượt thoát cái vùng cản ba x ở đây để đi về những cái target kỹ thuật cao hơn đó thì tạm thời là 3 x đã thế còn cao hơn ở đâu thì như vậy là chúng ta lại phải xem ở cái vùng 3 x cái xu hướng vận động của cổ phiếu như thế nào <laughs> nhóm anh hùng sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành dầu khí thì với nhóm anh này thì chúng ta lưu ý là đúng ạ chúng ta lưu ý là liên quan đến giá dầu hùng xem để hùng xem thử lại giá dầu ở, ở trong tuần vừa qua giá dầu trong tuần vừa qua và trong các tuần trước đây thì hiện tại đang chỉ giảm khá là sâu thì ở đây này, anh chị chú ý ở đây đó là vùng 63 chấm 3 đến khoảng vùng 68 ở đây. là biên hỗ trợ kỹ thuật của giá dầu và rất có thể là khi mà 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 giá dầu rơi xuống đây thì nó sẽ gì nó bắt đầu nó sẽ có cái sự phục hồi và chúng ta sẽ đánh giá thêm. PLX. như cũng đã có phân tích rồi, dự báo thì PLX sẽ có những cái điểm test công tích tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 34.5 đến khoảng vùng 34.8 và trong tuần Uh, tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục ngắm ở vùng cản kỹ thuật 36.3 đến vùng 36.5 Thì ở đây là uh, thứ nhất là đạt target tuần và thứ hai nữa là nó cũng test tích lũy thành công Ở trong phiên 7 đúng không ạ, phiên 7 thì nó lùi về 34.8 trước khi có một lực phục hồi ở đây Thì ở đây thì chúng ta lại đang có một cái lực hồi và như vậy thì nó cũng đơn giản như vậy thôi Với lực hồi này thì cả năng tuần tới lại tiếp tục vùng 36.3, 36 36.5 đó rồi là khi lên đến vùng cả này thì rất có thể là gì nó lại có một cái vùng chỉnh cung kỹ thuật ở đây Thì như vậy chúng ta nắm được vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn và vùng kháng cự ngắn để chúng ta tối ưu hóa VVS <laughs> ở trong tuần thì hoàn thành vùng giá mục tiêu 40 trên 40 và đồng thời gì ạ, nó cũng có cái vùng hỗ trợ cái tuần tuần ở đây là vùng 38.3 38.5 đúng không ạ? 40 trên 40 ở đây và bắt đầu nó gì? Nó test tích lũy chỉnh cung. Thì trong phiên ngày 7 và ngày 8 thì như vậy là gì? Vùng 38.3 38.5 nó đang test khá là tích cực ở đây thì tuần tới khả năng sẽ tiếp tục test. quá trình test này thì nó sẽ phụ thuộc vào sự vận động của giá dầu nhưng đã có đề cập đó. Còn giá dầu phục hồi thì như vậy là cổ phiếu nhóm P nó cũng sẽ có cái sự tích cực kèm theo và điểm test sâu hơn thì chúng ta có thể tính toán ở đây là vùng 37.7 khả năng thì PVS nó cũng chỉ lòng vòng ở quanh đây thôi và mục tiêu thì như vậy thôi nó sẽ tiếp tục hướng về vùng cản 40 và bớt 40 thì có thể là về vùng 41.5 đến khoảng vùng 42 PVS cũng đang có những câu chuyện riêng của nó <laughs> PVD cũng đang tích cực ở đây ở vùng ở đây, tuần tuần ông có phân tích rồi đúng không ạ vùng 27.7 đến khoảng vùng 28 đó 27.7 đến vùng 28 ở đây và Uh, hoàn thành target mục tiêu tuần ở khoảng quanh vùng 29.5 trước khi có một nhịp chỉnh ở đây. Thì phiên 7 và phiên ngày 8 như vậy là gì? hai uh, lần, hai lần uh, cổ phiếu PVD test về đây. Và các anh chị để ý này, ở uh, cái cách mà chúng ta theo dõi thì nó cũng rất là đơn giản thôi, nó không có gì cả. Từ đây đúng không? Từ cái điểm này. Uh, các anh chị để ý là từ cái điểm này thì bắt đầu nó 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 đỏ này và bắt đầu uh, đường mà ACD bắt đầu có tín hiệu đi ngang này và bắt đầu nó sẽ có tín hiệu rút chân đi lên và nó sẽ bắt đầu chuyển xanh thì đó sẽ là những cái thời điểm mà gì cổ phiếu bắt đầu phục hồi. Thì đây là những cái điểm tích lũy. Đó, à, đây là những cái điểm tích lũy tốt của cổ phiếu PVD. Chính vậy tuần tới khả năng sẽ ở khoảng quanh vùng 28 28.3. Nó sẽ tiếp tục tích lũy ở đây một đến hai cây đến giờ nữa, sau đó thì uh, lực cầu tiếp tục đổ vào và chúng ta sẽ tiếp tục ngắm uh, target kỹ thuật tuần của cổ phiếu PVD quanh vùng 29.5 đến khoảng vùng 7 <laughs> Uh, BSR thì một số các anh chị cầm thì có nhắn tin hùng là ngơi sao nó đánh <laughs> khó chịu như này thì thực ra là nó cũng có một cái biên lợi nhuận đấy, các anh chị biên khoảng tầm 3 đến năm phần trăm thì ở đây này đã chỉ cho các anh chị là vùng 19.4, 19.5 nó là vùng cản và tuần này thì nó lên được vùng 19.7 trước khi mà gì nó lại tiếp tục quay lại ở đây thì ở đây này các anh chị nhìn thấy ở đây đúng không tuần trước ở đây có cái, cái, cái chân của nó này chân của nó ở đây là 18.7 đó đấy và tuần này thì nó cũng về đúng cái chân 18.7 và nó đang uh, có những cái cây đến giờ nó dập dìu nó tích lũy đây thì đấy là một cái cái tín hiệu tốt thôi đó và uh, 17.18.7 18.8 18 thì chúng ta lại tích lũy thêm cổ phiếu và đâu đó uh, nó lại phục hồi lên ở khoảng quanh vùng 19.5 19.6 19.7 và tích cực thì có thể là lên được khoảng quanh vùng 20 đấy thế này đó nó đi theo kiểu như thế này khi mà giá dầu phục hồi thì rất có thể nó đi như thế này và đây nó lại có những cái điểm chỉnh cung thì chúng ta canh ở vùng đó để chúng ta tối ưu rồi nhóm ngành mà chúng ta sẽ, sẽ đi phân tích tiếp theo và nhóm ngành cuối cùng đó là nhóm ngành chứng khoán và nhóm ngành chứng khoán cũng một là một trong những cái sóng ngành rất là quan trọng ở trong thời gian vừa qua nó giúp cho chỉ số vn index của chúng ta có cái sự phục hồi và trong tuần này thì nhóm ngành chứng khoán đang chứng lại cái chị chứng lại ở các cái cản kỹ thuật tuần cổ phiếu vci vùng uh, hỗ trợ kỹ thuật tuần nhưng đã có phân tích ở đây đúng không điểm 41.5 và điểm sau hơn sẽ là vùng 40.5 đến khoảng vùng 41 thì uh, về cơ bản là nhóm ngành chứng khoán có gáp tăng ở trong phiên uh, thứ hai tức là phiên ngày mùng 1. Uh, và gáp tăng này thì đã đưa nhóm ngành chứng khoán về đến các cản kỹ thuật tuần và trong tuần vừa qua thì nhóm ngành chứng khoán có cái đặc điểm đó là gì hoàn thành target tuần và cũng uh, quay về chỉnh cung ở hỗ trợ tuần các anh chị nắm được cái nội dung như vậy để chúng ta phân tích cho nó dễ và khi chúng ta nắm được cái sườn chung như vậy rồi thì chúng ta sẽ rất là dễ đây thì VCI như vậy là gì ở tăng xong thì như vậy VCI hoàn thành vùng giá mục tiêu 44 và cản tiếp theo là ở vùng 45 thì nói chung là nó đi được ở vùng 445 44, nó chỉnh thì ở đây này uh, cái cái phiên kết tuần này thì nó thể hiện cái sự đà chứng của nhóm ngành chứng khoán bởi vì trong phiên ngày 7 á thì VCI test về vùng 41.5 nhưng phiên ngày kết tuần thì nó lại tiếp tục test về vùng 41.5 và cây nến giờ kết thúc phiên nó lại không phải là cây nến giờ phục hồi đó chính vậy nên là xu hướng sẽ về vùng 41.5 điểm sâu hơn sẽ là vùng 40.5 đến khoảng vùng 41 đó và xu hướng của nhóm ngành chứng khoán ở tuần tới thì chúng ta sẽ tập trung phân tích hỗ trợ kỹ thuật trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba bởi vì phiên ngày thứ hai là phiên mà dòng tiền ở cái phiên giao dịch giao phiên phiên đột biến về khối lượng là khoảng tầm 1,3 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh ở trên sàn hốt thì chiều ngày thứ hai sẽ về chính vì vậy nên là cái phiên bản cái cái điểm bản lề sẽ nằm ở phiên chiều ngày thứ hai và sáng ngày thứ ba đó là những cái điểm rất là quan trọng để chúng ta tiếp tục đánh giá xu hướng phục hồi của nhóm ngành chứng khoán SSI ở trong tuần thì nó cũng đạt được target tuần ở đây đó là gì ở vùng 33 và thậm chí có thời điểm là lên vùng 34 đó thì khi nó vừa thoát vùng 33 rồi thì nó sẽ hướng đến cả tuần 34 thôi và đến vùng 34 thì nó cũng ở đây thì nó cũng chưa gì ạ, nó cũng chưa bứt được cả tuần. Thì đây này, chúng ta thấy rằng là <laughs> nó có điểm test ở vùng 32, có sự phục hồi vào phiên ngày hôm nay thì nó lại tiếp tục quay trở về và xu hướng như thế này thì chắc chắn là tuần tới khả năng sẽ test về vùng 32, còn điểm sâu hơn thì nó có thể test về kênh xu hướng và kênh xu hướng của nó là vùng 31.5 đến khoảng quanh vùng 31. Điểm này là 31. mấy này, 31.7. cổ phiếu HCM ở đây đó thì cũng có phân tích đây vùng hỗ trợ uh, đây vùng hỗ trợ tôi vùng 29.2 cáp tăng đầu tiên đẩy cổ phiếu về 30 sau đó thì nó cũng hoàn thành vùng giá mục tiêu uh, phân tích ở vùng 31 và đang tiến về vùng cản 32 thì chưa thành công thì ở đây là uh, HCM cũng uh, có điểm test kỹ thuật thứ nhất này và phiên ngày hôm nay thì nó tiếp tục test ở đây đó là vùng 31 chấm uh, 30.75 thì đây là một cây nến rút chân và chúng ta đang có bốn cây nến giờ test tích lũy ở đây, chính vậy nên khả năng tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá uh, xu hướng tích lũy uh, tạo nền của cổ phiếu ở khoảng quanh vùng 31.75, còn điểm sâu hơn thì đương nhiên, điểm sâu hơn thì đương nhiên đó là chúng ta phải tính ở khoảng vùng 30.2 đến khoảng vùng 30.5. Đó, tức là nó lại gì? Nó lại phải quay trở lại cái điểm test thấp nhất ở trong tuần vừa qua. Và theo theo quan điểm của mình thì khả năng là cái điểm nó test lại cái cái điểm mút nến của phiên ngày 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 7 là rất cao. Đó, tất cả các mã cổ phiếu chứng khoán sẽ quay trở lại ở uh, test cái mút nến của phiên ngày 7 7 tháng 12 Ở cổ phiếu VND ở đây đó vùng hỗ uh, trợ tuần ở vùng 21 và mục tiêu ở uh, công lên vùng 22.5 hoàn thành target mục tiêu tuần và nó đang hướng về vùng 23 tuy nhiên uh, hiện tại thì nó đang bị thất bại ở vùng 23 và nó bắt đầu chỉnh cung thì đây uh, nó như vậy thôi đây mút đến của phiên ngày 7 thì hiện tại là nó đang có sự xu hướng uh, chắc chắn là nó sẽ test về vùng 21.5 rồi còn điểm sâu hơn thì chúng ta có thể tính toán ở vùng 21 đó vùng 21 hoặc thậm chí là vùng 20.5 thì cái xu hướng ở đây chúng ta cần phải lựa thêm bởi vì sao bởi vì hiện tại các anh chị lưu ý hiện tại chúng ta nhìn uh, quan sát cái tín hiệu đường MACD của nhóm ngành chứng khoán là nó gì nó đang chuyển từ xanh sang đỏ và khi nó đang đỏ thì có nghĩa là gì xu hướng xu hướng các anh chị nhé là chỉnh cung tích lũy hoặc sideways đi ngang còn khi nó xanh thì khi đó cổ phiếu mới có xu hướng phục hồi các anh chị nhớ cái cái cái, cái câu nhấn, nhấn mạnh như vậy để chúng ta lưu ý thì ở đây FTS này ở vùng 42 42.5, đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật và chúng ta tiếp tục ngắm cái uh, tuần ở vùng 45 và hoàn thành vùng 45 trên 45 trước khi mà nó có nhịp chỉnh cung ở đây. Thì đây là mút nến của phiên ngày 7 tháng 12 thì hiện tại bây giờ nó đang test một phần rồi, tức là ở biên 42. Và xu hướng uh, xu hướng tuần tới thì cũng uh, hoàn toàn tương tự vậy thôi. FTS khả năng nó sẽ về ở vùng 41 41.3 ở đây. Uh, test tín lý thành công khi đó thì chúng ta sẽ đánh giá uh, xu hướng phục hồi SHS <laughs> SHS ở đây các cái tuần trước thì Hùng có phân tích rồi và hiện tại thì SHS nó vẫn đang diện nó đang có một kênh xu hướng uptrend và trong tuần vừa qua thì SHS cũng hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu đây này à, vùng giá mục tiêu đâu vùng 19 nhỉ lên đến vùng 19.5 và suýt soát đạt vùng 20 đó là những cái vùng cản kỹ thuật trong ngắn hạn của cổ phiếu SHS à, và nó bắt đầu chỉnh thì đây này đây đây sẽ là một cái phiên bản lề các anh chị nhé chạm kênh xu hướng tức là ở vùng 18.5 thì câu chuyện ở vùng 18.5 này uh, nó tích lũy như thế nào thì đấy. Như Hùng có phân tích ấy, là phiên ngày thứ hai và chiều ngày thứ hai sẽ là những cái phiên bản lề rất là quan trọng. Uh, và khả năng theo 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 những cái cách mà Hùng nhìn nhận thì như vậy là gì? Bởi vì tín hiệu đường MACD nó đang kém. Uh, nên là gì? Nên là khả năng là nó sẽ 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 quay về khoảng quanh vùng 18. Đó, vùng hỗ trợ cái tuần tuần ở vùng 18 còn uh, có thể tính toán sâu hơn ở đây này, chính là cái biên này này, 17.6, 17.8 đến vùng 18 đó là vùng hỗ trợ cái tuần tuần của S&S ở trong tuần tới. <laughs> VIX ở trong tuần thì cũng hoàn thành vùng giá mục tiêu 17.5 trên 17.5 đồng thời nó cũng có hỗ trợ 16.3, 16.5 ở thành công ở đây. thì nó lên được vùng 7 5 và vượt thoát lên vùng 18 và bắt đầu nó diện nó đang có một cái nhịp chỉnh cung ở đây này và cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi. các cái tín hiệu đường MACD của nhóm ngành chứng khoán nói chung nó hiện tại là đang xu hướng chỉnh cung thì đầu tiên là nó sẽ phải test về vùng 17 đó chính là cái mút nến của phiên ngày 7 đây nó sẽ về vùng 7 và hôm nay chạm 17 thì có rút chân lên vùng 7.2 nhưng khả năng tuần tới thì vùng 7 nó sẽ quay lại hoặc là điểm sâu hơn ở trong trường hợp nó tích lũy không thành công ở vùng 7 thì nó sẽ hướng lại vùng hỗ trợ 16.3 16.5 và theo theo như hùng thì hùng dự báo là khả năng cao là sẽ về ở khoảng quanh vùng 16.3 16.5 <laughs> AGR trong tuần vừa qua cũng đạt target tuần ở vùng nào? ở vùng đây là vùng 16.5 đó và có thời điểm là chuẩn bị vượt lên vùng 7 tuy nhiên là đến đây thì là vùng cản rồi và ở đây thì họ 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 kéo qua vùng 17 16.5 thôi và sau đó thì đã ban đầu có điểm chỉnh đây thì cũng đó uh, phiên ngày 17 này à, ngày 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 7 này và phiên ngày hôm nay thì như vậy là đều có cái sự rút chân lên ở đây <laughs> tuy nhiên là <laughs> cái điểm rút chân này thì hùng thấy rằng là nó cũng chưa thực sự ở tích cực đâu nên là tuần tới khả năng ở đây là vùng 15 3 153, 15 15.5 sẽ là biên tích lũy chỉnh cung ở uh, tích lũy của AGR và tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục uh, mục tiêu 16.5 bứt vùng 16.5 thì sẽ lên vùng 17 bứt được vùng 17 thì sẽ lên vùng 17.5 nó cứ theo lần lượt các cái vùng target mục tiêu như vậy thôi ở cổ phiếu VDS ở đây trong tuần thì đây vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần uh, chúng ta có phân tích ở vùng 15 3 15.5 và có gáp tăng ngay ở phiên ngày thứ hai đẩy lên vùng 16 và hoàn thành vùng target mục tiêu ở vùng 16.5 trong tuần thì có thời điểm là đã, đã công lên được vùng 17 17.3 suy soát tí nữa thì lên vùng 17.8 đây là cản tiếp theo của cổ phiếu thì nó bắt đầu gì nó có sự chỉnh cung thì phiên ngày 7 tháng 12 có một điểm test thứ nhất và phiên ngày hôm nay tiếp tục có một điểm test về mút nến của phiên 7 tháng 12 có sự rút chân và điểm rút chân này cũng tạm tạm xem cũng tạm xem là tích cực thì trong phiên giao dịch thứ hai tuần tới như vậy là VDS sẽ có xu hướng test lại vùng 16.3 điểm sâu hơn sẽ khoảng quanh vùng 16 test đi thành công ở vùng này như vậy là chúng ta tiếp tục ngắm về ở quanh vùng 17 Cổ phiếu ORS trong tuần cũng hoàn thành target mục tiêu ở vùng 17.4 trên 17.4. Đồng thời nó cũng có vùng hỗ trợ kỹ thuật 16.4 này hết sức là tích cực. Thì như vậy thôi. Ở phiên ngày thứ hai thì như vậy ORS có một gap tăng đẩy lên và cái điểm xa nhất là 17.8 trước khi nó bắt đầu nó quay trở lại nó chỉnh cung ở đây. Thì như vậy trong phiên ngày hôm nay tiếp tục kiểm định lại hỗ trợ tuần ở vùng 16.4 và đây là những cây nến long và những cây nến trả cung. Thì như vậy tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ở vùng 16.2. Tích lũy thành công ở quanh 16.2, 16.2 hoặc là thậm chí có thể phải tính toán đến vùng 16. Bởi vì thông thường là cổ phiếu VDS ở đây là nó hay trả hết cung. Nó hay trả hết cung ở trong một nhịp tăng mà nếu mà chúng ta tính trả hết cung thì nó phải ở quanh vùng ở quanh vùng 15.7 cơ. Đó. Vậy thì chúng ta cứ bình tĩnh nhá. Đó, Rồi chúng ta bình tĩnh để chúng ta phân tích thêm. Đó, các cái điểm chỉnh cung kỹ thuật và khi nào chúng ta nhìn thấy cái tín hiệu đường mã nó bắt đầu có cái thiên hướng từ đỏ chuyển sang xanh thì đó sẽ là những cái thời điểm mà gì? đánh giá xu hướng phục hồi của cổ phiếu. Đó, các anh chị có thể nhìn lại phiên 29 này, đó. Thì sau đó đúng không? bắt bắt đầu từ đỏ và tín hiệu đường mã CD bắt đầu chuyển xanh thì bắt đầu là cổ phiếu VDS có một cái lực tăng từ vùng 16.4 và lên được đến vùng 17.8. Đó. Thì cái nhịp này như vậy, ít nhất là phiên ngày thứ hai thì nó sẽ quay trở về test cung ở vùng 16.2, 16 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 15.7 đến vùng 18, 15.8. CTS ở trong tuần thì như vậy là cũng đạt được cái target mục tiêu khoảng quanh vùng 29, đồng thời nó cũng có cái hỗ trợ 27.15 đến khoảng quanh vùng 27 uh, tích cực. Uh, phiên ngày 7 và ngày 8 hôm nay như vậy là tiếp tục test về vùng hỗ trợ của bảy và ở đây thì uh, chúng ta nhìn thấy là cây nến này thì được gọi là cây nến test cung không thành công khi mà lực bán gia tăng, tín hiệu đường MACD có điểm uh, gì ạ? Có điểm đang đang có xu hướng đi xuống và uh, cái điểm đóng nến thì nó không rút lên được quá 1/2 cái thân nến uh, giờ nó thiết lập ở đây. Như vậy tuần tới vùng 26.5 sẽ là vùng mà uh, cổ phiếu uh, MB sẽ quay trở lại uh, test lại cung cầu ở đó và điểm sâu hơn thì chúng ta có thể phải tính toán ở vùng 25.5 đến khoảng quanh vùng 26 MBS có vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở đây vùng 21.2 vùng 21.5 và phiên giao dịch ngày thứ hai thì cổ phiếu đã chính thức đạt được lên cái target vùng 23 và có thời điểm là gì đã công lên được vùng 23.5 trước khi mà gì nó bắt đầu có cái sự chỉnh cung ở đây thì như vậy á, là đối với MBS Uh, phiên ngày 7 và ngày 8 thì nó có hình thành được một cái biên tích lũy ở vùng 22 đến vùng 22.3. Tuy nhiên cây nến giờ ở đây này, cái cây, cây nến giờ kết thúc phiên ở đây là một cây nến mà có lực chốt khá là mạnh này và tín hiệu đường mát thì bắt đầu có cái xu hướng tiếp tục đi xuống chính vậy nên là gì? Khả năng là tuần tới nó sẽ nó sẽ quay trở lại ít nhất là nó sẽ quay trở lại ở vùng 21.3, 21.2 đến khoảng vùng 21.5 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần cổ phiếu cổ phiếu MBS mà đã phân tích ở trong tuần vừa qua và tại đây thì chúng ta đánh giá thêm trong trường hợp nếu như vùng 21.2 mà bị uh, bị thất bại chẳng hạn như vậy thì, uh, thì thì chúng ta phải tính toán uh, tính toán tính toán đến những câu chuyện sâu hơn và cái mẫu chốt vấn đề đó là trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì chúng ta sẽ có phân tích định lượng thêm về xu hướng của nhóm ngành chứng khoán rồi. À, thôi về danh mục hùng sẽ phân tích như vậy thôi à, chúng ta sẽ dừng lại tại đây và tất cả những cái mã cổ phiếu nào mà chưa được phân tích ở trên bản tin tuần thì các anh chị có thể dành thời gian uh, comment uh, và hùng sẽ uh, sẽ sẽ trả lời các cái câu hỏi của các anh chị và bây giờ thì chúng ta sẽ uh, chốt lại một lần nữa uh, cuối cùng về về xu hướng tổng quan của thị trường thì về cơ bản đến thời điểm hiện tại cây nến tuần kết thúc ở đây là cây nến tuần thành công đó à, sau ba uh, cây nến tuần test tích lũy thì cây nến tuần này nó đã uh, đóng cửa lên được ở trên vùng suy uh, soát ở vùng 1.125 như vậy là tạm thời là chúng ta tạm chấp nhận được còn tất nhiên là nó chưa chưa thực sự là thuyết phục nhưng như thế cũng là nó đã ghi nhận được một cái sự tăng trưởng của thị trường ở trong thời điểm ngắn hạn à, còn uh, đối với chỉ số vn index chỉ số vn30 và chỉ số phái sinh ở trên uh, trạc kỹ thuật giờ thì đối với chỉ số vn index của chúng ta thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục uh tiếp tục định hướng và cái mục tiêu ờ uh, mục tiêu đó là gì chỉ số vn index chúng ta phải vượt thoát thành công cái 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 vùng cản tâm lý đầu tiên đó là vùng 1125 đến vùng 1130 đó là vùng cản tâm lý đầu tiên trước khi mà chúng ta hướng đến vùng ta cái kỹ thuật hai ở vùng 1155 đến vùng 160 đồng thời ở trong tuần thì uh, những cái điểm mẫu chốt rất quan trọng đó là chỉ số vn index của chúng ta phải tích lũy thành công ở trên vùng 117 và cái điểm sâu hơn đó là điểm kênh xu hướng chính là vùng 1107 đến vùng 1108 đến vùng 1110 đó, đấy là những điểm rất là quan trọng đối với chỉ số VN Index. Còn đối với chỉ số VN30 và chỉ số VN30F1M hay còn gọi là chỉ số phái sinh, chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần rất quan trọng ở vùng 1095 đến vùng 1100. Đó là biên mà chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh không được phép mà không được phép bước qua vùng đó. Còn nếu bước qua vùng đó thì như vậy là gì? Trang kỹ thuật của thị trường của chúng ta có vấn đề và đồng thời uh, dự báo ở uh, những cái điểm test cung uh, chỉnh nền tích lũy lại ở trên vùng uh, 110 1107 đến vùng 110 của chỉ số VN30. Và của chỉ số phái sinh thì ở khoảng quanh vùng 1108, vùng 11, 11 1110 đó là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật uh, ngắn hạn của chỉ số VN30F1M. Mục tiêu của bộ đôi này thì như vậy là tiếp tục uh, công cái vùng cản tâm lý ở vùng 1120 đến vùng 1125. Đó thì một vài các cái điểm lưu ý như vậy. Uh, Uh, tổng kết lại như vậy để các anh chị em nắm được ở xu hướng ở trong tuần mới uh, bản tin tuần này thì xin phép được tạm dừng tại đây uh, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản uh, cập nhật tiếp theo